Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Doanh nghiệp Doanh nhân. Kính thưa quý vị, cải tiến nội lực sản xuất là cách mà nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực để duy trì và phục hồi đà tăng trưởng trước những khó khăn do dịch bệnh. Cùng với những gói hỗ trợ và các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn của chính phủ, cách mà bản thân các đơn vị đang làm có thể là đổi mới công nghệ, có thể là chuyển đổi số, có thể là đầu tư cho nhân lực và còn rất nhiều những sáng kiến khác nữa. Ghi nhận của phóng viên Doanh nghiệp Doanh nhân. Đây là một trong những nhà máy sản xuất của công ty cổ phần Vina Electric. Một máy laser, một máy đột dập CNC, máy phay CNC, tất cả đều được điều khiển tự động bằng dây chuyền sản xuất hiện đại, thay cho những trang thiết bị trước đây đòi hỏi nhiều nhân sự vận hành. Từ khi dịch Covid diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa do thiếu nhân lực. Trong khi đó, nhờ việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị theo hướng công nghệ số tự động, giảm chi phí thuê nhân công, tổng doanh thu của doanh nghiệp này vẫn đảm bảo chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Dịch Covid-19 thì nó ảnh hưởng tất cả các nước trên thế giới, cũng như ở Việt Nam và cũng như công ty chúng tôi cũng là bị ảnh hưởng một phần. Hiện nay là chúng tôi cũng đã bị khoảng 30% nhân lực là bị dính F0, các nhân lực cũng phải nghỉ tạm thời. Do đó là nó cũng ảnh hưởng gián đoạn đến quá trình sản xuất. Hiện tại thì chúng tôi đã áp dụng công nghệ ép phun silicon tiên tiến nhất hiện nay, nên là cái phần nhân lực có những giải pháp thay thế, chúng tôi sẽ sử dụng những nhân lực tuyển dụng mới về đào tạo để ứng dụng ngay được trong sản xuất. Chúng tôi đã đầu tư những cái trang máy móc, trang thiết bị mới nhất và tiên tiến nhất hiện nay vào trong nghệ sản xuất, gần như là CNC và tự động hóa hoàn toàn. Thì chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm có cái chất lượng cao như siêu chuỗi 110 kV, 220 kV để đáp ứng cái cho truyền tải của điện quốc gia. Sau đó chúng tôi đang nghiên cứu những sản phẩm có những cái chất lượng cao hơn và có cái ứng dụng công nghệ cao hơn vào sản xuất để đưa lên, chúng tôi hướng tới xuất khẩu. Tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Có thể nhận thấy rõ nhất là tình trạng thiếu trầm trọng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp phải ngừng sản xuất do công nhân nhiễm bệnh, ảnh hưởng lớn đến sản lượng, chất lượng của sản phẩm. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh. Ngay cả trong những lúc dịch bệnh, thiếu hụt nhân lực thì việc sản xuất vẫn được duy trì. Trước khi mà chúng tôi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất thì nó sẽ gặp với vấn đề về khó khăn vì cái trình độ tay nghề lao động hiện nay là không đồng đều. Và nếu doanh nghiệp và đào tạo thì rất mất thời gian và chi phí rất là lớn. Do đó là cái sản phẩm ra chất lượng không đều và nó khó kiểm soát về chất lượng. Chúng tôi đã đầu tư về công nghệ cao vào sản xuất nên do đó nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất thiết bị vật tư cho công trình điện còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nguyên liệu cho các công trình điện. Nhờ đó mà giá thành giảm, sức cạnh tranh thị trường cao hơn, được đối tác đánh giá là một trong những nhà cung cấp uy tín, chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm Việt xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vật tư cho công trình điện, Vina Electric là doanh nghiệp được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đánh giá và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN IEC cho sản phẩm và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý do trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cấp. Với nhiều sản phẩm như các sản phẩm sứ, chống sét hay cầu dao và các phụ kiện cho đường dây trung và hạ áp, các sản phẩm đều đã đạt được thí nghiệm điển hình từ các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc tế nằm trong hiệp hội STL như KEMA hay ASTA và trong nước như Quatest 1 ETC. Quy trình sản xuất tại đây được ứng dụng các thiết bị tự động, mọi thông số sản phẩm sẽ được lập trình trước, do vậy mà thành phẩm tạo ra luôn có độ chính xác cao, tỷ lệ lỗi thấp nhất. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian vừa qua được cải thiện rất nhiều về mặt đầu ra, tức là chúng ta có sự cải thiện vượt bậc về sản phẩm mới, về số lượng các công trình công bố quốc tế, về gắn kết giữa doanh nghiệp nghiên cứu về khoa học, giữa trường đại học với các doanh nghiệp. Rồi thì là chúng ta có rất nhiều những cái sự cải tiến về mặt sáng tạo ra tri thức và truyền tải tri thức đó. Thế nhưng mà cái chỉ số đấy là chỉ số đầu ra của chỉ số đổi mới sáng tạo. Quan trọng nhất là chỉ số đầu vào. Chúng ta cải thiện được một bậc trong năm vừa qua. Và nếu chúng ta có cái sự cải thiện tốt hơn về cái chỉ số đầu vào, tức là chúng ta tạo ra được một cái thể chế tốt hơn cho một cái môi trường cạnh tranh, doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng những cái đổi mới sáng tạo đó
vào sản xuất kinh doanh của mình, thì lúc đó cái tác động của cái chỉ số này đối với nền kinh tế, cái tri thức tạo ra được nó sẽ lan tỏa trong nền kinh tế. Hiện tại theo số liệu thống kê thì cái tỷ lệ chi cho nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp đã tăng lên, đấy là một cái chỉ báo hết sức rõ rệt, cho thấy doanh nghiệp người ta ngày càng quan tâm hơn tới cái việc tạo ra những cái yếu tố nền tảng của chỉ số đổi mới sáng tạo. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu không bắt kịp tiến độ phát triển công nghệ trên thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bị bỏ lại phía sau. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, nhưng chúng ta chưa có sự sẵn sàng trong việc đầu tư nguồn nhân lực trong sản xuất thông minh. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp chưa có nhiều sự hỗ trợ từ các bên có liên quan. Hay nói cách khác, chúng ta chưa có hệ sinh thái hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt phát triển sản xuất thông minh. Kết quả là doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận, tìm hiểu về công nghệ và ứng dụng nó trong quá trình sản xuất. Thực tế cũng cho thấy, việc áp dụng các giải pháp công nghệ thời kỳ 4.0 cần phải được chuẩn bị kỹ càng. Mỗi cá nhân tập thể cần chủ động trau dồi, nâng cao chuyên môn, tiếp cận khoa học công nghệ nhanh nhất có thể, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước tạo điều kiện cho ngành công nghiệp trong nước phát triển. Tới đây chương trình Doanh nghiệp Doanh nhân tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.